Phần đầu tiên, phần 1 đó là chia sẻ về não bộ và những điều chưa biết. Thì Thuận sẽ dùng một cái slide mà thầy Majek đã dùng để đào tạo cho đội ngũ trọng tài cũng như là giảng viên MyMap Việt Nam. Và trong đó thì Thuận cũng sẽ phân tích thêm những cái tư liệu cũng như là những cái thông tin để giúp cho các anh chị có thể là nắm được tốt hơn. Thuận xin phép chia sẻ cái slide ạ. Đầu tiên thì cái slide này là do thầy, đây là slide mà Thuận được thầy Marek Kapersky là gửi tặng lại khi mà Thuận học cái chương trình đào tạo giảng viên MyMap. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về não bộ và những điều chưa biết ở trong cái slide này. Đầu tiên thì mỗi một người chúng ta một người chúng ta thì có hai bán cầu, một bộ não của chúng ta thì có hai bán cầu ha. Đây, não bộ thì có hai bán cầu này. Bộ não của chúng ta thì gồm có hai bán cầu, và đây là một cái hình ảnh của một cái bộ não ở trên internet, ở trên hình ảnh nha. Đây là hình ảnh của một cái bộ não ở trên internet. Và hai bán cầu, não thì bộ não của chúng ta gồm có hai bán cầu. Như vậy nếu mà chụp đứng từ trên xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh như thế này. Đây ạ. Đó, chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh như thế này. Đây là chụp đứng từ trên xuống thì chúng ta sẽ thấy được bộ não của mình nó gồm hai cái bán cầu như thế này. Và đây là bán cầu não trái này, có chữ là não trái, và bán cầu não phải ở đây. Và hai bán cầu này thì nó có chức năng xử lý thông tin khác nhau. Cho Thuận hỏi là ai trong số các anh chị ở trong Zoom đã nhìn rõ được cái hình ảnh của hai bán cầu não ở trên màn hình rồi thì bấm số 1 giúp Thuận ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và hai cái bán cầu não này xử lý các cái dữ liệu khác nhau. Bán cầu não phải thì xử lý các cái dữ liệu liên quan đến hình ảnh, âm thanh, tưởng tượng, sáng tạo và cảm xúc. Còn bán cầu não trái ấy, thì nó xử lý các cái thông tin liên quan đến từ ngữ, chữ viết, phân tích, logic. Và như vậy thì nếu như mà trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong học tập mà chúng ta chỉ được làm việc với những con số, con chữ, thì chỉ có bán cầu não trái của chúng ta, tham gia vào trong quá trình học tập thôi. Và khi mà chỉ có bán cầu não trái tham gia vào trong quá trình học tập thì chúng ta hãy hình dung là khi chúng ta giống như cái việc mà chúng ta có hai bán cầu não mà chúng ta chỉ dùng một bên bán cầu não trái thôi ấy, thì nó giống như là chúng ta có hai cái chân nhưng mà chúng ta chỉ dùng một chân để sinh hoạt hàng ngày, tức là chúng ta sẽ luôn luôn co một chân lên và còn một chân thì chúng ta để chúng ta di chuyển. Như vậy thì chúng ta phải đi giống như kiểu nhảy lò cò và lúc này chúng ta sẽ rất là mệt, có đúng không ạ? Ai trong số các anh chị phụ huynh đồng ý với Thuận rằng nếu mà nhảy lò cò thì rất là mệt thì bình luận là mệt lắm dùm Thuận ạ. Nếu nhảy lò cò mà chúng ta biết là nếu chúng ta biết rằng nhảy lò cò bằng một chân thì rất là mệt thì bình luận là mệt lắm dùm Thuận ạ. Rồi, rất là tuyệt vời ạ. Vậy thì con trẻ nhà mình nếu như đi học mà chỉ được làm việc với các con số, con chữ, công thức, ký hiệu và nó không có màu sắc hình ảnh, nó không có những cái âm thanh nhịp điệu và không có các cái cảm xúc ở trong đó thì con cũng chỉ học bằng một nửa bán cầu não trái thôi và con cũng sẽ rất là mệt ạ. Cho nên nếu như con đi học về mà mệt mỏi thì ba mẹ hãy động viên con, thông cảm cho con, bởi vì thực tế là con đang thì phải học với một nửa bán cầu não trái thôi. Đấy. Và hiện tại thì rất là ít các trường cũng như là các thầy cô có ứng dụng cả cái phương pháp học tập mà để cho trong đó có kết hợp cả màu sắc, hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu cũng như là công thức, ký hiệu vào trong cái bài giảng. Cũng do cái việc là phương tiện dạy học của nước ta cũng còn thiếu thốn, lạc hậu cũng như là còn cái nguồn kinh phí chưa có, và cái việc mà tập huấn gọi là phổ thông cho phổ cập cho các thầy cô về các cái phương pháp học tập ấy, nó cũng chưa đạt được cái số chưa đạt được, cho nên là các con vẫn đang phải học với cái phương pháp cũ, đó là học chỉ bằng một bên bán cầu não thôi, cho nên là con sẽ rất là mệt nha. Thông tin tiếp theo đó là như vậy thì thông tin tiếp theo đây ạ, tức là trong cái đây Thuận nói lại ở đây, trong này là trong cái slide này thầy cũng có liệt kê ra đó là bán cầu não phải ấy, thì nó xử lý các cái dữ liệu liên quan đến trí tưởng tượng và thích mơ mộng này, và màu sắc này, rồi giai điệu này, rồi kích thước, thước không gian này. Đây là bán cầu não phải này, bán cầu não phải nó xử lý này. Còn bán cầu não trái ấy, thì nó chỉ xử lý các cái dữ liệu liên quan đến là con số, con chữ, công thức, ký hiệu này. Đấy, đây là bán cầu não trái và sự logic này. Và như vậy thì nếu như mà ở trong quá trình học tập ấy, trong quá trình học tập thì con người của chúng ta, mỗi người thì bộ não của mình được có cái cấu tạo khác nhau, và số lượng neuron thần kinh thì gọi là tạo hóa tạo ra thì mỗi một người có khoảng 86 tỷ neuron thần kinh. Tuy nhiên ấy, neuron thần kinh nó tập trung vào nửa bán cầu não bên trái hay là nửa bán cầu não bên phải thì mình không biết. Và chính vì vậy thì con nhà mình nó đang mạnh về bán cầu não nào mình cũng không biết luôn. Và cái điều đó nếu mà bằng mắt thường, bằng cái quan sát hàng ngày thì chúng ta có thể dự đoán được. Đấy, dự đoán được thôi. Đấy. Và như vậy thì cái việc học tập của con ấy, chúng ta cũng đang thì cho Thuận hỏi là trong số các anh chị ở trong Zoom này đã có gia đình nào mà mình tìm hiểu xem là con mình mạnh, con mình là neuron thần kinh nó tập trung ở bên bán cầu não nào nhiều hơn chưa ạ? Đã có ai làm việc đó chưa ạ? Nếu mà có rồi thì các anh chị bình luận là số 1 tốt Thuận, còn nếu mà chúng ta chưa có cái khái niệm đó thì chúng ta bình luận số 0 ạ. Với khoa học hiện đại ngày hôm nay thì chúng ta biết, chúng ta có cái cách để mà xem là con mình neuron thần kinh nó tập trung ở nhiều vùng nào ha. Thì cái đó hoàn toàn là có thể làm được, và Thuận cũng đã làm cho chính mình cũng như là cho các thành viên trong gia đình. Thì qua cái phần mà trải nghiệm về cái khoa học để mà nghiên cứu, để mà xem là mình ấy, neuron thần kinh nó tập trung nhiều ở cái vùng nào của não bộ ấy, thì Thuận thấy là nó rất là đúng với lại cái tình hình, cái năng lực của bản thân Thuận trong hiện tại đó. Thì về cái phần này sau này có thời gian Thuận sẽ nói thêm cho các anh chị về về cái phương pháp để mà giúp cho ba mẹ biết được là con mình nó mạnh về cái bán cầu não nào ạ. Sau này Thuận sẽ chia sẻ thêm. Rồi, như vậy thì tiếp theo là vậy thì tiềm năng của con người như thế nào, tiềm năng não bộ của con người như thế nào. Thì qua cái hình ảnh ở trên này Thuận muốn chia sẻ cho anh chị thấy là mỗi một người thì có khoảng 86 tỷ neuron thần kinh, và 1.000 tỷ ở trên cái màn hình này, đây là 1.000 tỷ này, đây là 1.000 tỷ này. 1.000 tỷ thầy Marek có cho chúng ta một cái hình ảnh mô phỏng để cho chúng ta thấy rằng 1.000 tỷ thì nó nhiều đến mức nào. Đây là 1.000 tỷ đô la các anh chị, 1.000 tỷ đô la. Đấy, và mỗi một cái tờ tiền ấy, thì đây là một tờ tiền này thì là 1 đô la. Đây là một tờ tiền là một đô la. Đấy, và đây là 1.000 tỷ đô la. Và nếu mà 1.000 tỷ đô la này mà chúng ta so sánh với con người ấy, thì con người nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Đây ạ, một phần rất nhỏ so với lại 1.000 tỷ đô la này. Và về bộ não con người ấy, thì mỗi một người có 86 tỷ neuron thần kinh, và một tế bào thần kinh thì nó có khả năng là liên kết với lại 10.000 tế bào thần kinh ở xung quanh nó. Các anh chị ghi lại, có thể là tập trung để mà mình hình dung chỗ này nó hơi khó ạ, nó hơi khó. Cái gì ạ? Trong bộ não của mình ấy, thì có khoảng 86 tỷ neuron thần kinh, và một tế bào thần kinh thì nó có khả năng liên kết với lại 10.000 tế bào ở xung quanh nó. Và như vậy thì cả bộ não này thì nó có bao nhiêu, như vậy thì một tế bào nó có thể tạo ra được bao nhiêu liên kết? Thì câu trả lời là một tế bào có thể tạo ra 1.000 tỷ liên kết với lại các tế bào thần kinh ở xung quanh nó. Và mỗi một cái liên kết như vậy ấy, thì nó giống như kiểu là một cái khả năng mà bộ não có thể xử lý được. Đấy. Và như vậy thì cái năng lực đây nha. Và như vậy thì đây ạ. Đây là một tế bào thần kinh có thể tạo ra được 1.000 này, 1.000 này. Tỷ các anh chị đếm từ đây trở về sau này là nó bao gồm là 1, 3 số 0 này, 6 này, 9 là 1 tỷ này. Đấy. Sau đó thì tiếp tục 3 số 0 nữa là tỷ, một lần tỷ nữa là 2 này. Rồi 3 số 0 nữa là 1 tỷ nữa là 3 này. Như vậy đơn vị tỷ ấy, là nó có 3 cái chữ tỷ ha. Đấy, 1.000 này, 1.000 tỷ. Đấy. Nếu mà nói về tiềm năng của một tế bào thần kinh nha, cái này không phải là cả bộ não đâu. Một tế bào thần kinh thì đây ạ, 1 tỷ này, đây là tỷ nữa là 2 này, đây là tỷ nữa là 3 này, và đây là 1.000 này. Đấy, như vậy một tế bào thần kinh có khả năng tạo ra được 1.000 tỷ liên kết với các tế bào khác ở xung quanh nó, mà mỗi một cái liên kết này coi như là một cái năng lực mà não bộ có thể thực hiện được. Vậy thì một tế bào thôi đã có hàng 1.000 tỷ liên kết rồi. Vậy thì 86 tỷ tế bào thần kinh thì nó tạo ra bao nhiêu liên kết? Thì câu trả lời là nếu viết cái số liên kết đó lên một tờ giấy thì cái tờ giấy dùng để viết ấy, nó phải là một cái tờ giấy dài, có độ dài là 10.500.000 km. Các anh chị hãy hình dung như thế này. Thuận viết vào trong cái Thuận, các anh chị hãy hình dung là Thuận viết cái, để Thuận viết cái để Thuận thể hiện cái những cái liên kết mà tế bào có thể tạo ra, tế bào não có thể tạo ra, thì Thuận viết là bao gồm số 1 này và các số 0 ở đằng sau này. Đấy. Nhưng mà ấy, để mà viết đủ được đây số 1 và các số 0 đằng sau, và để mà viết đủ được cái số lượng liên kết mà tế bào thần kinh có thể tạo ra được, thì cái tờ giấy này nó phải dài, và cái chiều dài của tờ giấy này là 10.500.000 km. Và cái độ dài này chúng ta hình dung nó dài đến mức nào, thì nó chính là bằng 260 lần chu vi trái đất. Trái đất của chúng ta có rộng lớn không các anh chị? Bao nhiêu số các anh chị nghĩ rằng là mình không thể đi bộ vòng quanh trái đất được ạ? Các anh chị, nếu mà ai thấy rằng là mình không thể đi bộ vòng quanh trái đất được thì bình luận rất Thuận là đúng rồi ạ. Trái đất là chu vi trái đất. Đấy, nếu mà tức là cái tờ giấy này nó phải bằng 260 lần chu vi trái đất. Và nếu so sánh cái tờ giấy này với khoảng cách từ trái đất lên đến mặt trăng thì nó bằng 108 lần từ trái đất lên đến mặt trăng. Tức là nếu như mà cái tờ giấy này mà một đầu để trái đất, còn đầu kia thì kéo lên mặt trăng á, thì mình sẽ kéo như vậy được bao nhiêu ạ? Nếu mà lại vòng về trái đất nữa là gọi là một vòng. Cứ một đầu giữ ở trái đất và một đầu kéo lên mặt trăng, sau đó thì lại vòng về trái đất, như vậy gọi là một vòng. Thì chúng ta sẽ đi được 54 vòng. Cái tờ giấy này nó sẽ dài là 54 vòng từ trái đất lên tới mặt trăng và quay trở về trái đất. Và điều đó khẳng định rằng cái tiềm năng của bộ não con người là không có giới hạn. Là không có giới hạn. Vậy thì cái không có giới hạn này ấy là, thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà tiềm năng của bộ não con người thì không có giới hạn như vậy, mà tại sao vẫn có những người thành công và có những người chưa thành công? Thì các nhà khoa học về não bộ đã nghiên cứu và chỉ ra rằng những người chưa thành công là bởi vì họ chưa biết cách để sử dụng bộ não mình một cách hiệu quả. Họ chưa biết cách để mà, chưa có được các cái phương pháp để mà sử dụng cân bằng cả hai bán cầu não.